Có rất nhiều chị em hỏi Loan là kem Seni có trị được nám hay không? Thì hôm nay Loan sẽ quay cái video này để giải đáp thắc mắc cho các chị em là kem Seni thì hoàn toàn trị được nám. Và chị em nào bị nám mảng, nám mới phát, đó, nám mới phát trong vòng vài tháng mà tìm đến kem Seni thì xin chúc mừng các chị em đã tìm đúng một chân ái trị dứt điểm 100% nám cho các chị em. Còn nếu chị em nào mà bị nám lâu năm nè, nám chân sâu nè thì chúng ta cũng đừng nản lòng nhé, tại vì nó cũng có thể điều trị được đến 70-80% đó ạ. Đó là tùy theo các chị em là chúng ta dùng có kiên trì hay không nữa. Và như các chị em đã biết là combo Seni ngoài trị nám ra thì nó vẫn còn là trị sạm, tàn nhang, lỗ chân lông to, da không đều màu. Đó, ngoài cái công dụng trị nám ra thì chị em dùng kem lên thì nó sẽ là làm xe khít lỗ chân lông cho các chị em nè, làm đều màu da cho các chị em nè, và làm trắng bọc tông lên cho các chị em luôn nè. Thì đó là cái công dụng tuyệt vời của kem Seni. Cũng gồm có hai hộp kem như thế này. Đó, đây là kem ngày, là kem chống nắng, nó còn có thể thay lớp makeup nhẹ cho da của chúng ta nữa. Còn đây là kem đêm thì điều trị, chuyên điều trị về nám sạm tàn nhang đó. Thì khi mà chúng ta mua hai combo này, chúng ta sẽ được tặng một chai sữa rửa mặt như thế này. Đây là sữa rửa mặt là làm sáng da, ngừa mụn và làm da chúng ta sạch thoáng lên, và khi mà chúng ta bị dầu, da bị dầu nó cũng kiềm dầu rất là tốt luôn. Còn đây là serum đây là dưỡng trắng da, chống lão hóa đó. Khi mà chị em trên 30 tuổi chúng ta dùng 2 đến 3 giọt thôi là da chúng ta sẽ được căng mướt lên rất là nhiều luôn. Và khi mà chúng ta da nám là da khô rồi, cho nên chúng ta còn phải dùng một cái chai serum như thế này để cấp ẩm cho da. Đây là hai cái này là hàng tặng thôi nha. Mà chất lượng lắm đó. Thì hàng tìm hàng mua thì không biết chất lượng như thế nào nữa đâu á. Và Loan sẽ hướng dẫn cho các chị em sử dụng kem. Chúng ta mua nó thường đi cả bộ như thế này và không phải là một hộp. Tại vì khi mà chúng ta bị nám thì tất nhiên nắng nó cũng có ảnh hưởng phần nào đến da của chúng ta. Cho nên là chúng ta phải dùng kem chống nắng để bảo vệ da của chúng ta. Khi mà mình có một lớp kem chống nắng thì sẽ ngăn ngừa cái tình trạng mà melanin trên cơ thể của chúng ta nó đẩy lên. Nó làm cho cái melanin đó nó bảo vệ da của chúng ta, tránh cái tia UV đó, tránh bị ung thư da đó. Nhưng mà nó lại là cái màu nâu sẫm nó làm cho da của chúng ta bị nám. Thì chúng ta phải làm một lớp hàng rào bảo vệ như thế này, đó là lớp chống nắng, là sẽ hạn chế tình trạng melanin nó đẩy lên nữa, và như vậy thì nó sẽ không có bị nám, và cái tình trạng melanin đó nó làm cho da bị nám đó thì nó sẽ không còn xuất hiện nữa. Và chúng ta dùng như thế kết hợp với kem đêm dưỡng da và trị nám như thế này thì khi mà chúng ta trị nám thì nó có hiệu quả thì rất là cao đó. Nếu mà chúng ta dùng một hộp thôi ấy, thì cứ ban ngày chúng ta cứ tiếp xúc với nắng đúng không, thì melanin nó đẩy lên, rồi ban đêm chúng ta dùng kem thì chúng ta sẽ không thấy hiệu quả. Thật ra nó có hiệu quả đấy, nhưng mà nó mới, cái cây cũ nó đẩy đi thì cây mới nó tới nữa, cho nên chúng ta sẽ không bao giờ thấy nó hết nám. Chính vì vậy cho nên là chúng ta nên mua một combo như thế này là kem chống nắng và kem đêm dưỡng da, và chúng ta dùng đều đặn nhé, cho đừng có là chúng ta thấy là ôi hôm nay trời không có nắng thì chúng ta không có dùng thì không được. Chúng ta phải dùng, khi mà chúng ta làm ngoài trời nhiều thì chúng ta nên dùng 2 lần đó. Sáng chúng ta trước khi ra ngoài 20 phút chúng ta dùng đi, xong rồi trưa chúng ta làm ngoài nắng nhiều chúng ta dùng thêm 1 lần nữa. Như thế da chúng ta mới đảm bảo là không có bị nám, bị sạm trở lại. Rồi, và đây là công dụng và tất cả những cái thành phần của kem Seni và cách dùng của kem Seni mà Loan đã hướng dẫn cho các chị em rồi. Chị em nào mà bị nám, bị sạm lâu năm hoặc là bị các vấn đề về da thì liên hệ trực tiếp với Loan. Loan sẽ tư vấn cho từng loại da luôn, chứ đây là Loan chỉ nói chung chung thôi. Và tùy tình trạng da mà Loan sẽ tư vấn những sản phẩm cho phù hợp nha.